khoảnh khắc đáng yêu của Lisa và anh quản lý ruột của cổ. Cuộc vui nào cũng tham gia cùng nhưng lâu lâu vẫn bật chế độ báo. Trên cả mối quan hệ giữa ngôi sao và nhân viên, giữa Lisa và anh quản lý tên Woonji còn là tình bạn, tình anh em gắn bó thân thiết. Các links chính hiệu chắc hẳn không hề xa lạ gì với những người quản lý thân thiết, luôn đứng sau hỗ trợ hết mình cho thành công của bốn cô gái. Trong đó, anh quản lý tên Woonji của Lisa được nhiều người chú ý nhất. Nguyên do là vì giữa anh và em út Hắc Hường có cực nhiều những khoảnh khắc tương tác vô cùng đáng yêu. Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa ngôi sao và quản lý, Lisa và Bogi Young còn đối xử với nhau như anh em thân thiết trong nhà. Cô nàng nhiều lần khiến fan xuất xoa ghen tị khi có những cử chỉ trò chuyện, trêu đùa thoải mái với anh quản lý ngay giữa nơi đông người. Yêu thương thì cũng có yêu thương đấy, nhưng mà báo thì cũng không ai bằng. Lisa mỗi lần bật chế độ quậy thì anh Woonji cũng phải mệt bở hơi tai để chạy theo cô nàng. Anh chàng còn bị cô em kéo vào vô số những trò vui để tạo bất ngờ cho fan như Dance Challenge này đây. Dù được ông anh làm hài chung nên chị Lía cũng khoái chí lắm cơ. Làm quản lý của Lisa nói chung cũng có cái khó. Ngoài đồng hành cùng cô tại các sự kiện lớn nhỏ thì còn phải biết nhảy, biết hát, biết làm phó nhảy nữa đây nhé. May mà cũng có tí nghề tay trái nên cô em Lisa không thể làm khó làm dễ gì được anh quản lý nhà mình. Anh ấy đa tài cỡ vậy mà lâu lâu vẫn bị cô em lèm bèm, dèm pha mãi thôi. Theo dõi Lisa lâu tự nhiên các Blinks lại mê thêm cả anh quản lý. Chị Lý hãy cẩn thận kẻo anh Woonji ảnh cướp luôn cả fan của chị đấy nhé. Thân thiết quá nên hai anh em này cứ hễ đi với nhau là dân tình cứ ngỡ anh em bằng hữu. Lisa còn thoải mái khoác vai anh Woonji. Nhìn cảnh này sao thấy chị bé men quá trời. Em út Blackpink còn có mối quan hệ rất tốt đẹp với những anh chị quản lý khác. Mỗi lần xuất hiện cùng các anh chị là nàng idol lại trông vô cùng nhắn nhít, chuẩn em bé được bảo bọc, đáng yêu cỡ này thì bảo sao mà ai cũng mê mệt cơ chứ. Bạn có cảm nhận thế nào khi thấy hình ảnh thân thiết của Lisa và anh quản lý ruột này? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.